Các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tấn Phát Vlog. Hôm nay mình sẽ làm món cá cơm chay kho tiêu. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp thực hiện món chung với mình. Thì với nguyên liệu, các bạn chuẩn bị rất là dễ dàng. Một số bông chuối như thế này, bông chuối non, mình tắt trong cái bắp chuối ra. Sau đó các bạn sẽ lấy ra từng cái như thế này. Ở phía giữa của nó có một cái cọng gân cứng này nè, các bạn lội nó ra để mình ăn nó bị cứng đó, mình nhắc mình bỏ vào trong một cái thau, mình bỏ một tí muối và chế nước vào để mình ngâm. Ở giữa cái hoa nó có cái này nè đó, cái cọng gân các bạn, cọng này cứng lắm, mình tách bỏ đi rồi mình bỏ vào nước muối mình ngâm. Các bạn cứ tiếp tục mình tắt như vậy cho đến khi mà hết cái phần bông chuối các bạn chuẩn bị. Thì ở đây mình đã tắt sẵn một phần rồi các bạn, chứ nếu mà quay để vừa quay vừa tắt thì mất thời gian lắm. Thì đây là cái phần hoa chuối sau khi mình đã tách bỏ những cái phần gân cứng này ra, thì mình sẽ ngâm trong nước muối trong vòng 10 phút. Mình sẽ để yên đây mình ngâm. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi pha bột các bạn. Ở đây mình sử dụng bột chiên giòn, các bạn sử dụng khoảng phân nửa hoặc là 1/4 của bịch bột này là được, nếu tùy theo cái số lượng các bạn làm nhiều hay ít. Thì ở đây mình sử dụng chừng 1/4 của bịch bột thôi. Các bạn dùng một cái muỗng mình cho nước vào từ từ để tránh trường hợp mà mình cho nước nhiều quá thì bột của mình sẽ bị loãng. Mình dùng đũa đánh đều lên. Các bạn cho vào phần bột của mình là 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Sau đó các bạn đánh đều lên, đánh đều cho nó tan cái phần hạt nêm mình vừa cho vào. Đây là bột của mình, như thế này là được rồi các bạn. Và đây là phần bông chuối non sau khi mình đã rửa sạch và để ráo. Giờ tiếp tục các bạn sẽ cho cái phần hoa chuối này vào phần bột của mình đã pha. Các bạn dùng đũa mình trộn đều cho phần hoa chuối mình áo được một cái lớp bột chiên giòn để lát nữa mình chiên.
Các bạn bật bếp lên, mình đợi cho chảo mình nó nóng lên thì mình sẽ cho dầu vào. Các bạn cho một lượng dầu hơi nhiều một tí để mình chiên nó không có bị khét cái hoa chuối của mình. Mình đợi một tí cho dầu mình nó sôi lên, mình sẽ chiên. Cách thử dầu thì bình thường bạn muốn biết dầu sôi không, bạn đưa đũa vào, bạn thấy mà đũa của mình nó sôi lên đó, thì dầu của mình đã nóng. Bạn sẽ hạ lửa xuống, mình chiên với lửa trung bình thôi. Rồi mình sẽ bắt đầu cho những cái bông chuối mình đã tẩm bột vào trong. Các bạn cứ từ từ mình chiên, mình đợi cho hoa chuối mình nó vàng hoàn toàn một mặt, mình sẽ trở lại mình chiên mặt còn lại. Và đây là cái phần hoa chuối của mình sau khi mình đã chiên giòn. Như vậy là cái hoa chuối của mình đã chín rồi các bạn. Các bạn sẽ dùng một cái rây để mình vớt ra. Và đây là thành phẩm sau khi mình đã chiên cái hoa chuối với bột chiên giòn. Các bạn nhìn xem. Cái hoa chuối mình nó vàng và nhìn cái màu nó rất là đẹp các bạn. Mình tiếp tục chiên cho đến hết những cái phần còn lại. Sẽ bỏ nó sang một bên. Trong quá trình chiên thì các bạn lưu ý mình không nên cỡ hoa chuối thường xuyên, mình cứ để cho nó chín một mặt đi rồi mình hãy cỡ. Làm như vậy á, thì cái hoa chuối mình nó không bị kiểu mà nó bị nhuyễn á, nó bị nát á trong lúc mà mình chiên, với lại nó sẽ bị, nếu mình cỡ bình thường á, mình cỡ thường xuyên á, nó sẽ bị cái tình trạng là tóc bung mất cái lớp bột chiên giòn của mình. Cho nên các bạn cứ để chiên rồi các bạn dặn cái lửa nhỏ, các bạn để đi cho nó vàng một mặt xong rồi mình hãy trở mặt còn lại. Thì trong quá trình mà mình chờ cho cái hoa chuối của mình nó được chiên vàng ấy, thì các bạn sẽ bỏ hoa chuối vào trong cái tô bột của mình như thế này. Các bạn dùng đũa mình trộn đều lên cho cái phần hoa chuối này nó háo một lớp bột chiên giòn. Rồi mình để đây cho nó bột nó thấm vô cái hoa chuối của mình đó. Đây nè, con này nó chín vàng nè các bạn. Đó. Các bạn chiên mà nếu mà nó dính á, thì các bạn cứ chiên tự nhiên bình thường. Khi mà cái bông chuối của mình nè, nó bị nó chín rồi, cái lớp bột chiên giòn nó sẽ tự động tách ra. Các bạn có thể dùng đũa mình tách ra. Các bạn tắt nhẹ nhàng thôi nha, để thôi cái hoa chuối của mình nó bị dập. Các bạn có thể để tự nhiên cũng được, theo mình là mình để cho nó chín nên nó vàng, nó sẽ tự bung, hoặc là khi nó vàng mình tắt nó dễ hơn. Trong lúc chiên một lúc thì dầu của mình nó có nguội, các bạn có thể bật lửa lớn lên một tí, sau đó mình điều chỉnh lửa lại cái mức trung bình và mức nhỏ.
cái bông chuối của mình nó chín vàng đều hơn. Cái bên đây nó chín là nó bị dính bọt hay nè các bạn. Đây là cái hoa chuối mình chín đây nè, để cho nó ra dĩa. Mình cứ tiếp tục chiên như vậy cho đến khi mà hết phần hoa chuối của mình. Đây là cái phần hoa chuối mình sau khi mình đã tẩm bột chiên giòn các bạn, chín lên cái màu rất là đẹp. Mình mời bạn dùng thử với mình ha, cực kỳ giòn luôn các bạn, rất là vừa ăn. Cái phần hoa chuối của mình đó, nó không bị đắng, nó rất là giòn do mình có bỏ cái gia vị vào các bạn, cho nên nó vừa ăn đó. Những cái trắng trắng như vậy là do trong lúc dầu sôi đó các bạn, thì cái bột chiên giòn nó bị bung ra cho nên mình không thấy nó lên cái màu của bột. Rồi mình sẽ cho ra dĩa. Các bạn cứ làm theo công thức của mình bảo đảm rất là ngon. Các bạn sẽ nêm vào trong bột là một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê bột ngọt, như vậy là rất là vừa ăn rồi. Đây nè, các bạn nhìn sau khi mà cái hoa chuối mình chiên giòn rồi, mình để nguội một thời gian thì mình tách ra. Đó, nó dễ hơn là khi các bạn chiên mà các bạn tách ra trực tiếp, nó dính bột. Đó. Thì đây là cái phần mà hoa chuối mình đã chiên xong các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm cái sách kho. Mình sẽ bật bếp lên để cho cái chảo nóng lên. Sau đó các bạn sẽ cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây là tỏi và ớt mình đã băm nhuyễn, mình bỏ vào mình phi thơm. Mình sẽ cho vào trong đây là 2 muỗng canh nước mắm chay. Tiếp theo các bạn sẽ cho vào trong chảo là 2 muỗng cà phê đường và 2 muỗng cà phê bột ngọt. Các bạn sẽ cho vào 1 ít nước lọc.
Mình sẽ đun sôi lên đợi cho cái sốt của mình nó khô rặt lại một tí, rồi mình sẽ cho phần hoa chuối mình đã chiên vào. Bây giờ cái phần sốt của mình nó đã kẹo lại rồi, các bạn sẽ cho phần hoa chuối của mình đã chiên vào. Các bạn bật lửa nhỏ, mình đảo đều tay nha các bạn. Bạn dùng một cái muỗng, một cái đũa đảo lên. Các bạn cứ đảo đều tay cho đến khi nào mà các bạn thấy cái phần sốt của mình nó thấm vào trong cái hoa chuối mình đã chiên và nó khô lại là được. Mình đảo với lửa nhỏ, các bạn đảo đều tay liên tục nha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho một ít tiêu. Mình cho một ít tiêu vào để cho nó thơm á bạn. Rồi mình tiếp tục mình đảo lên. Trong quá trình các bạn đảo cái phần hoa chuối mình đã chiên nè. Các bạn nhớ vừa đảo mình kéo kéo lên cao vậy nè, mình cho những cái phần hoa chuối mà nó chưa được tắt đó các bạn, nó còn dính trong lúc mà mình chiên á, nó sẽ tắt ra. Mục đích mà mình đảo như thế này nó để cho cái phần hoa chuối của mình nó giống như được sấy trên lửa vậy các bạn, nó giòn, mình có thể bảo quản để mình sử dụng lâu hơn. Này các bạn nào mà có máy sấy các bạn có thể làm sau bước này, các bạn sấy lại một bước nữa cho nó khô hoàn toàn á. Bạn cứ đảo đến khi nào mà các bạn thấy cái cảm giác mà cái tay mình nó nặng nặng á là nó có gần hoàn thành rồi đó. Rồi xong mình tắt bếp. Các bạn tiếp tục đảo một tí đợi cho đến khi mà cái chảo nó nguội là được. Bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa. Thì mình vừa hoàn thành xong cái món cá cơm chay kho tiêu các bạn. Các bạn chờ trong giây lát mình sẽ mời các bạn dùng cơm chung với mình. Thì đây là thành phẩm món cá cơm chay kho tiêu của mình. Thì mời các bạn dùng cơm với mình ha. Ở phần ở bên ngoài cái hoa chuối mình chiên nó bám cái bột chiên giòn, nó rất là giòn. Cái phần mà gia vị của mình nêm nếm á, các bạn cứ nêm y chang vậy là được à, nó vừa ăn rồi khỏi cần canh lại nữa. Mời bạn. Lúc mà mình pha bột á thì các bạn bỏ vô trong cái bột một muỗng cà phê muối và một muỗng cà phê bột ngọt, sau đó các bạn đánh đều hòa tan nó lên, rồi xong cái mình bỏ vô mình chiên. Cái nêm á thì mình dùng cái mà để mình kho á, thì mình dùng 2 muỗng cà phê nước mắm chay, rồi 2 muỗng đường và 2 muỗng bột ngọt. Các bạn cho vào một tí nước mình nấu cho cái sốt nó tan rồi nó hơi kẹo lại đó, rồi bắt đầu mình bỏ vô mình kho, vậy là vừa ăn rồi. Bỏ thêm miếng tiêu nữa.
cái phần bên ngoài nó giòn lắm mà, còn cái phần ở phía trong thì nó mềm, nó còn giữ lại được cái vị ngọt của cái trái chuối non đó. Cái này bỏ tiêu vô nhiều mà nó thơm, mà kiểu nó cay thì nhẹ ngon lắm. Này nhà bạn nào có cái bếp mất cái lò sấy, mình sấy thêm chút nữa là nó khô hết, nó giòn luôn á. Nhà bạn để mà vô keo cái mình bảo quản mình dùng lâu, họ ăn cơm nhưng mà mới ra ăn trái cơm xong mà ăn rất là ngon. Để cho các bạn mà không có thời gian mấy món như này, để cho các bạn mà không có thời gian mà mình làm sẵn. Mấy con chuối lớn nó nở ăn trong người, nó giống như là còn nước, nó giữ nước lại mà còn màu lớn, nó ngọt lắm. Khi mình chiên xong nó chỉ có cảm giác là đậu giòn chứ nó không còn cái người như là dai nữa. Cái vị của nó hơi mặn một tí, tại mình nêm để ăn cơm mà hơi mặn một tí, có cái vị cay nhẹ của tiêu mà đây trái chuối rất là ngon các bạn. Bạn làm nước tương hoặc nước mắm chay, bạn chấm chung hoặc là tương ớt cũng được. Mình thấy ăn về ăn cơm mà ngon khỏi dùng nước mắm hay gì nữa. Còn ăn không thì các bạn chấm với tương ớt cũng ngon. Các bạn vừa rồi mình đã cùng với các bạn mình thực hiện cái món là cá cơm chay kho tiêu. Nếu các bạn thấy clip này hay hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh, và ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy ấn chia sẻ video đến cho nhiều người cùng xem nha các bạn. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video này. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.